AC Milan ra giá bán Maignan khiến Chelsea mơ u sốc nặng. Theo nguồn tin từ Casio Mercato, AC Milan chỉ sẵn sàng buông bỏ trụ cột là thủ thành Maignan nếu nhận về khoản tiền khổng lồ. Ở vòng 14 Serie A, thủ môn Mike Maignan đã tỏa sáng với đường kiến tạo giúp Pulisic ghi bàn trước Frosinone. Đánh bại Frosinone, AC Milan tiếp tục cuộc đua vô địch cùng Inter và Juventus. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, Pulisic đã chia sẻ về đường kiến tạo của Magan như sau: Chúng tôi đã tập luyện cho pha bóng này rất nhiều lần. Chính bởi thế nên tôi biết Magan có khả năng tung ra đường truyền dài chính xác đến như vậy. Thật tuyệt vời khi pha kiến tạo của anh ấy đã đưa bóng đến đúng chân tôi. Nói chung là mọi thứ đều hoàn hảo. Theo quan điểm của tôi thì đây chưa phải là bàn thắng ngoạn mục nhất mà mình từng ghi được. Tuy vậy, rõ ràng nó vẫn là một bàn thắng đẹp và điều quan trọng là tôi đã góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng, Pulisic cho biết. Chuyển từ Ly tới Milan năm 2021, Mike Nan đang có mùa giải thứ ba bắt cho đội bóng áo sọc đỏ đen. Đáng chú ý, kể từ khi thi đấu cho Milan mùa nào Mike Nan cũng có ít nhất một pha kiến tạo ở Serie A. Theo thống kê của Opta, người gác đền sinh năm 1995 này là thủ môn duy nhất giúp đồng đội ghi bàn trong cả ba mùa giải gần đây ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Vì vậy, không ngạc nhiên khi ngôi sao người Pháp lọt vào tầm ngắm nhiều câu lạc bộ lớn. Thời gian gần đây. Đã xuất hiện những thông tin cho rằng MU muốn chiêu mộ Magnan để tạo ra sự cạnh tranh cho Andre Onana. Bên cạnh đó, Chelsea cũng sẵn sàng gia nhập cuộc đua trong bối cảnh họ vẫn chưa đặt chọn niềm tin vào Robert Sanchez. Việc chuyển đến một bến đỗ giàu, tính cạnh tranh hơn cũng như tăng mức thu nhập đáng kể luôn là thứ hấp dẫn đối với bất kỳ ngôi sao nào. Tuy nhiên theo nguồn tin từ Casio Mercato, AC Milan sẽ chỉ đồng ý bán Magnan nếu nhận về khoản tiền trị giá 100 triệu euro. Đại diện nước Ý tin rằng với việc hợp đồng của ngôi sao người Pháp vẫn còn thời hạn đến năm 2026, họ sẽ hoàn toàn nắm thế chủ động trên bàn đàm phán.